Em ơi, tính tiền em ơi. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Thói tiền em. Em ơi, thói tiền em ơi. Bò luôn đi, làm biến thói quá. Về đi. Rồi rồi rồi, đợi em chút. Dạ. Trời ơi. Ê, hồn hai. Ba hồn chính vía mà về chưa? Trời ơi, khách người ta kêu tính tiền nãy giờ kìa. Ủy gì vậy? Bữa nay cho tao uống miễn phí đi. Ngày nào cũng tính tiền hết á. Hai chị, trời ơi, đây là cái quán cà phê chứ không phải cái chùa hả? Không lấy tiền rồi anh em mình ăn cái gì? Khổ ghê với mày á. Nè, mày với thằng Tom Jerry có chuyện gì đúng không? Có gì đâu. Tao chắc chắn luôn. Không có. Cha mẹ đẻ mày chứ mà cái người hiểu mày nhất chỉ có tao thôi. Hai đứa mày mà không có gì tao cùi nè, thiệt á. Không có gì thiệt mà. Mày có bầu rồi đúng không? Cái gì? Mày có bầu rồi đúng không? Hai nói gì vậy? Có bầu gì đây? Tự nhiên nghĩ sao có bầu? Tự nhiên bầu bì bầu đâu ra? Làm gì có bầu? Ai có bầu hả? Tự nhiên bầu. Tao. Thôi mày bớt đi, mày bớt cái điệp khúc đó đi. Được rồi. Chối đúng không? Không muốn nhận đúng không? Chắc cũng mày không biết đâu, nhiều khi con so đó mày cũng không có cảm nhận được là mày đang có bầu. Để tao nhờ mẹ ghé tiệm thuốc tây mua cái que thử thai về thử cho mày luôn. Vậy thay bị điên hả? Tự nhiên kêu mẹ ghé tiệm thuốc tây mua que thử thai thử về mẹ biết có bầu mẹ cạo đầu em luôn á. Sao vậy? Vậy là mày có bầu thiệt hả? Thiệt chứ sống thiệt. Trời ơi. Tôi mới về, tự thấy cái hoàn cảnh nó đáng thương lắm. Sao? Tội nghiệp lắm. Mà bà kêu tôi tất tả tôi về khắc nước này tôi uống hết cái ly đã. Có chuyện gì vậy? Thì chuyện gì quan trọng lắm hả? Mà bà đi đám tang ở đâu vậy? Đám tang cái chị này là chị học chung dưỡng sinh với tôi. Ừ. Con trai chị chết. Cái gì? Trời ơi, bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, thấy thương lắm. Mà nhà đơn chiếc single giống như tôi vậy đó, cũng một mẹ một con, bây giờ con chết rồi. Trời ơi, hoàn cảnh thì thương lắm. Thôi tôi nghe tôi muốn suy sụp muốn xỉu luôn á. Ừ. Con trai hả? Ừ. Rồi con trai của chị á đã có gia đình chưa? Vấn đề là ở chỗ đó, chưa có gia đình, chết, bây giờ chỉ còn một mình. Vừa khóc, vừa buồn, vừa tủi, vừa ôm hận tại tôi. Sao đó, vậy? Sao tại bà? Thì là hồi xưa, con trai đó, có yêu một cô gái. Ừ. Rồi con nhỏ có bầu. Ờ. Bà bắt con nhỏ phá cho bằng được. Trời. Để chi? Để củng cố sự nghiệp cho thằng con trai của bà. Ờ. Rồi xong, hai người chia tay. Rồi sau này có sự nghiệp, bà đi cưới một cô dâu mà giàu có cho con bà. Ừ. Về ở 5 năm trời, không có con. Rồi cũng ly dị rồi. Bây giờ chết mới 40 tuổi chết, thấy thương không? Cái người con trai con của chị bạn bà là 40 tuổi rồi. 40 tuổi, không vợ, không con, chết queo, để lại một mẹ già, đơn côi. Thấy hoàn cảnh đáng thương không? Trời ơi, nghe sao mà thương xót quá dữ vậy trời. Mà bà kêu tôi về đây có chuyện gì hả? Ờ, tôi kêu bà về đây á là để... Trời ơi, tôi rối quá nên tôi muốn cái hỏi bà. Cái chuyện thằng Ôm nhà tôi á, nó ở với con nhỏ bồ nó sao mà bây giờ có bầu rồi kìa. Ê, ê, trời. Thằng Tôm ở với con nhỏ đó có bầu. Ủa, bây giờ sao đây? Ủa, sao quen vậy ta? Ê trời ơi, giống y chang cái câu chuyện của cái bà chị bạn dưỡng sinh mới tức thị. Ê bà nói xui với bà, con tôi vụ kia là khác. Thôi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ sao, bà tính sao? Cái vấn đề là cái con bé này nè, hình như nó muốn phá cái thai này đi á. Thì tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Bây giờ á, là tôi nghĩ á, là nó muốn thì mình chiều nó thôi. Chứ mình đâu có ép được, đúng không? Mình ép nó không có nói mình ác sao? Bà biết tính tôi xưa giờ đâu có ý kiến ý cò gì nhiều, khó khăn gì với ai đâu, hiền lành muốn chết luôn. Cho nên á, để xem coi nó muốn cái gì á, mình cũng phải đợi nó trả lời với mình. Nên rồi cũng rối quá, bà nói với tôi biết đi để tôi tìm cách tôi tính thôi. Gì vậy? Tôi nhìn vô cái ánh mắt của bà, cái miệng bà nói như vậy, nhưng mà trong dạ bà, trong tâm bà là bà muốn con nhỏ nó phá, đúng không? Ê, nào bị bể hả? Tôi thấy là giờ á,
bà bớt tạo nghiệp lại đi. Nè, tôi chưa nói cái chuyện ha, bà đi đám tang về là đúng ra là bà đi thẳng một mạch về nhà bà. Mà bà ghé nhà tôi á là bà đã bỏ cái, tôi không muốn nói cái từ này, bà bỏ cái xui qua nhà tôi rồi đó. Bà đó nha, bà mới lãng á. Tôi đang đi đó mà, tự nhiên cô kêu tôi giật ngược về cho bằng được, tâm sự chia sẻ gì tự nhiên về gì rồi nói tôi là xui xẻo gì đem tới nhà bà làm sao. Đúng rồi bà ơi, bà đi đám tang về bà làm ơn bà về nhà bà tắm rửa sạch sẽ đi, chừng tới tối ngày nghiệp tạo trời nghiệp ơi. Tự nhiên đổ thừa tôi làm sao? Tôi nói bà là tôi góp ý từ nãy giờ bà không nghe thì thôi, mà nè bà bớt nghiệp lại đi nha. Bà nữa tạo nghiệp quá bà sẽ giống như cái bà chị bạn của tôi sau này chết đó nha, xuống tới 36 tầng địa ngục chứ không phải 18 đâu nghe. Trời ơi tức ơi, bạn bè gì mà kỳ cục vậy? Tự nhiên đi vô nhà người ta nói cái gì mà tạo nghiệp rồi kêu người ta 19 hay 38 tầng địa ngục này nọ. Tạo nghiệp á là cái con nhỏ mà sắp cưới vào thằng Tôm kìa, chứ không phải là tôi nghe chưa. Ê, anh gọi cho ai vậy? Gọi cho mẹ hả? Gọi được đó. Tao đâu có điên. Tao gọi cho thằng Tôm Seri á. Chi vậy? Đợt này tao phải đập nó một trận. Dám. Thôi cũng không có được luôn. Làm gì không được. Nghĩ sao tự nhiên đập ta? Ủa mắc gì không đập? Ai biểu tụi mày dám ăn kem trước cổng? Cái gì? Cái gì? Ăn cơm trước cản. Bậy bạ không à? Sao? Cơm trước hẻm. Ủa, nhà có bằng ăn mà không ăn, mày ra hẻm mày ăn chi vậy? Không phải. Ủa ra hẻm ăn giờ cái bụng trình nình nữa kìa. Không phải. Mày biết mà, mày nhưng quá. Hai tao cứ gọi cho Tôm à. Cái chuyện này là em tự nguyện chứ bộ. Em tự nguyện em làm chuyện này xong rồi em tự nguyện em không có đề phòng rồi bây giờ em tự nguyện em đi phá thai. Tự nguyện quá trời ơi, mày tự nguyện trong một cách tự hào luôn đó. Trời ơi, mày nhớ mày đang lầm lỗi đó nghe. Em biết. Trời ơi sao mày dại dột vậy trời, thiệt tôi bực. Ôi, quá nhưng mà tôi bực. Đừng có gọi cho người ta mà. Chứ bây giờ tao muốn nhúc giận lên ai bây giờ? Bây giờ sao? Bây giờ lo cách giải quyết đi. Bây giờ mày không thấy nghe anh hai nói nè, bây giờ em đừng có phá thai nha. Đó. Bây giờ em tuổi em nó còn rất là trẻ. Không nhưng... biết rồi đó, em không muốn có con đâu, em muốn 7 năm nữa em mới có con á. 7 năm nữa hả? Ờ. Ê không mấy giờ em đẻ đi. Em đẻ xong cái em gửi cháu á, cháu của anh á vô chùa, vô đình, vô miễu gì đó. 7 năm sau cái em làm đám cưới cái em rước nó về nuôi. Cái gì tào lao vậy? Trời lúc đó nó 7 tuổi nó đi bập bẹ bẹ, mẹ ơi mẹ ơi mẹ bỏ con giờ con về đi mẹ. Tới giờ này còn giỡn được nữa, bây giờ lo tìm cách giải quyết đi, em không muốn có chồng đâu. Mấy giờ hai đứa đám cưới đi. Thôi. Đám cưới xong rồi về mày ha, có gia đình bên bên mình nè ha, có gia đình bên chồng nữa. Hai gia đình cùng nhau lo cho đứa bé. Chứ giờ em vậy đâu có phá được, phá là anh nghe nói là mai mốt khó có con lại lắm đó, bị vô sinh á. Thì bà nội của Tôm cũng nói vậy đó. Nhưng mà mẹ của Tôm không có thích em. Mắc gì không thích em? Em cũng dễ thương, duyên dáng, đẹp đẽ có gì đâu mà không thích trời. Là chắc là cái chuyện mẹ chồng nàng dâu thì cũng khó tránh khỏi những cái lục đục mâu thuẫn nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà dần dần á, trước lạ sao quen, về rồi mến tay mến chân. Nó trước hết là em có đứa bé trong bụng nữa, là mang dòng máu bên kia nữa. Là mẹ của Tôm từ từ sẽ thương em à. Ủa hai ơi à. Hai nói chuyện như hai đi lấy chồng rồi vậy á. Trời ơi mấy đứa rồi à, gì? À, không mấy đứa bạn của anh hai lấy chồng rồi, anh hai biết kinh nghiệm. Hai biết nghĩ sao vậy? Trời ơi, lấy chồng là cả một vấn đề luôn á. Lấy chồng rồi đẻ con. Đẻ con lúc đó em sẽ trở thành một bà mẹ bỉm sữa, đầu bù tóc rối. Không có thời gian chăm sóc cho bản thân của mình. Chưa hết đâu nha. Rồi phải đối diện với mẹ chồng nè. Rồi sự khó khăn, rồi ganh tị, ganh ghét của chị chồng, em chồng rồi. Rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra hả? Thôi không lấy chồng được đâu. Ủa, đẻ con cực vậy luôn hả? Ờ à. Sao anh hai thấy mấy cái bà, mấy cái clip quảng cáo cho bệnh viện phụ sản đó, bà nào đẻ ra mặt cũng cười hân hoan lắm. Em biết đâu quảng cáo mà, quảng cáo dĩ nhiên tao phải cười chứ. Rồi mấy đứa bạn em kìa, đứa nào cũng vậy, lấy chồng xong khổ cũng chết luôn. Nào là mẹ chồng, em chồng, chị chồng, con cái, chồng con, tùm lum tùm la thứ hết đó. Chứ giờ sao? Bây giờ em quyết định rồi đó, em không lấy chồng. Khổ hay sướng của một đời người đó là mình sẽ quyết định sau này. Lỡ như nó làm vậy rồi bị biến chứng gì rồi sao? Nè, là bạn bè tôi khuyên bà thiệt tình nha. Bà bớt nghiệp lại đi. Chứ bà tạo nghiệp quá. Mai mốt nghiệp chồng nghiệp chết á, là đi xuống 36 tầng địa ngục chứ không phải 18 đâu nha. Mẹ vô đi. Làm gì giọng yếu xìu vậy con? Hả? Sao? Sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Rồi á?
Nhìn cái mặt của con là mẹ biết con chưa có suy nghĩ gì hết rồi. Nè, làm sao không khéo người ta nói là mẹ tạo nghiệp á, nghe chưa? Ý mẹ là sao? Con nghĩ tới bà nội đi. Là người thứ ba, tuy là nội hay xen vào chuyện gia đình của mình, nhưng mà đôi lúc mẹ cũng thấy bà nội nói đúng á con. Thiệt.